Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Hôm trước thì mình có một video hướng dẫn đến cho các bạn cách để chúng ta có thể đăng ký này, cũng như là chuyển đổi từ SIM thường sang eSIM ở trên mạng Vinaphone. Nhưng mà mạng Vina thì mặc dù là cho đăng ký trước, nhưng mà phải tới khoảng tầm ngày 28 tháng 2 thì mình mới có thể là nhận được những eSIM đó. Phải đợi một thời gian khá là lâu nữa. Và Viettel đã âm thầm khi mà chính thức từ ngày hôm nay, chúng ta đã có thể chuyển đổi từ SIM vật lý sang eSIM một cách hoàn toàn miễn phí cho 2019 người đầu tiên. Và mình cũng đã nhanh chân chạy lên phòng giao dịch Viettel ở huyện mình đổi được cái eSIM với một cái mã QR code như thế này. Thường thì các bạn sẽ thấy những cái mã QR code đó sẽ được in ra một tờ giấy và cũng như là sẽ có một số thông tin của Viettel nữa. Nhưng mà do mình muốn là có thể là sử dụng được về lâu dài nên là mình đã đưa email cho cái chị giao dịch viên đó và nhờ chị ấy gửi cái QR code này về email của mình. Thì nếu như bạn nào muốn an toàn, muốn có thể là có một QR code dùng lâu dài, dùng đi dùng lại thì cũng có thể áp dụng cách đó nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau kích hoạt thử eSIM lên chiếc iPhone XS Max của mình ở đây. Và sau khi kích hoạt thành công trên mức chiếc XS Max này thì sau đó mình cũng sẽ có một số video nữa kích hoạt thử trên iPhone XS Max Lock. Nhưng mà chắc là cũng không cần đâu, bởi vì là mình cũng sẽ thông báo thẳng cho các bạn. Những bạn nào sử dụng những chiếc iPhone XS Max Lock thì chúng ta sẽ không thể kích hoạt được eSIM. Và đây là cái mã QR code của eSIM Viettel của mình. Do mình sợ các bạn kích hoạt cái eSIM của mình nên là mình sẽ phải nghiêng như thế này, không để nó thẳng được. Và sau đó để kích hoạt trên chiếc iPhone XS Max này thì các bạn sẽ đi vào cái phần di động này. Sau đó các bạn sẽ bấm vào thêm gói cước đó. Và chúng ta sẽ tiến hành quét QR code rất là nhanh. Các bạn thấy không? Vừa đưa vào phát nó nhận được ngay. Tất nhiên là trên cái điện thoại này của bạn thì cũng sẽ phải kết nối đến 4G hoặc là kết nối Wi-Fi để nó có thể nhận được. Ở đây thì một gói cước di động Viettel đã sẵn sàng thêm vào iPhone. Và sau đó chúng ta sẽ chọn cái SIM chính và SIM phụ. Thì ở đây mình sẽ đặt cái SIM Viettel, nó là SIM phụ. Tiếp tục này, mình sẽ sử dụng SIM chính để làm SIM nghe gọi thì sẽ bấm vào đây. Tất cả những thứ này thì nó cũng setup giống y chang như là setup cái iPhone phiên bản 2 SIM vật lý đến từ thị trường không mà thôi. Chúng ta sẽ phải mất một khoảng thời gian để chờ kích hoạt. Và như vậy các bạn sẽ thấy ở đây cái eSIM của mình đã được thêm vào thành công. Và mình sẽ chuyển từ cái mạng 4G ở bên trên đây, di động sẽ vào SIM phụ. Và xem nó sẽ hiện lên 4G hay không, bởi vì Mobi ở vùng mình nó khá là yếu. Nhưng mà khi chuyển sang được 4G rồi thì cũng sẽ không có hy vọng lắm, bởi vì cái SIM này của mình thực chất nó vẫn chưa có tiền trong tài khoản đó, các bạn thấy không? LTE ngay, mình sẽ sau 101 thăng thì sẽ chuyển sang cái SIM phụ, tức là eSIM của mình để kiểm tra thử cho bạn. Ten ten. Đó các bạn thấy không? Tài khoản không đồng các thứ. Và với cái eSIM như thế này thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một thứ gì đó nó tiện lợi hơn rất nhiều, bởi vì là cái iPhone XS Max này nó không chỉ thêm được một SIM phụ mà nó sẽ thêm được đến 8 cái eSIM vào. Như vậy là các bạn có thể chuyển qua từ SIM này sang SIM kia một cách rất dễ dàng, các bạn sẽ không phải tháo ra tháo vào các thứ. Thì đây là một cái điểm mà mình đánh giá cực kỳ cao chiếc eSIM của chiếc iPhone XS Max này. Và sau đó thì tất nhiên mình cũng sẽ có một video nữa, như ban đầu mình đã chia sẻ là mình sẽ làm thử kích hoạt thử cái eSIM này trên cái chiếc Huawei Watch 2 của mình. Và trên đó là video chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm cái eSIM trên chiếc iPhone XS Max này. Và các bạn thấy video hữu ích đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và cũng như là nếu như bạn đang sử dụng những chiếc iPhone XS Max thì hãy tới ngay điểm giao dịch của Viettel để lấy về cho mình những cái chiếc eSIM rất là tiện dụng như thế này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.